A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hội hương, vô nguyện pháp giới như chúng sanh, ông vàng vô lượng quang Phật xa, nguyện tiêu tác chương đường viên nào, nguyện tăng trí huệ chân minh liêu, vô nguyện tôi chưa tất tiêu trừ, thế nên thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cứu phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kim phần ngộ vô sân, bất tôi Bồ Tát vi bàn lư, nguyện nhị tư khổng đức vô cầm ư nhân tiên, Ngà làm giữ chúng sanh nó dạy công thành Pháp Đạo Tự Quy Phật, được nguyện chúng sanh nó thể đeo đạo cả Pháp lòng vô thường. Tự Quy Phá Ba Si Nguyệt Chúc Sanh Na Thâu Rõ Kinh Tà La Chi Huệ Như Biển. Từ Quy Tăng A Si Nguyệt Chúc Sanh Na Thông Lý Đại Chúng Na Thầy Con Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, A Di A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay nhóm phóng sanh cô Diệu Âm Đức Quang lại có duyên lành thấy chúng sanh khổ nạn lại tiếp tục mua. Mọi người biết không? Có lúc Đức Quang mua cô này, cô đang cắt một đuôi của một con cá dở dở. Thế là
mọi người cứu mạng nó luôn. Ôi cha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thả chư vị đấy về với đại tự nhiên, mong cho quý vị ấy tìm được một nơi bình an để tu hành, cầu nguyện cho dịch bệnh trên khắp thế giới được tiêu trừ. A Di Đà Phật, Di Đà Phật. À, đây là cô chú cá chép rất là to, thì Phật đi. A Di Đà Phật rồi, chị đã xuống thả đi, cho chị bán cá này thả tiếp. Ờ, niệm Phật đi chị, niệm to lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bỏ nhẹ nhẹ thôi để nó bể bụng nó nha, ta có bầu á. Rồi A Di Đà Phật, đi xuống đi, không lún đâu mà sợ. À, niệm Phật, quay con gái về đây, quay con gái về đây, đi quay gái về đây. A Di Đà Phật rồi, thả đi, thả xuống đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đưa bên đó lúng rồi, qua bên đây này, đi vòng qua đây này. A Di Đà Phật, A Di, đưa lẹ xuống nước cho nó chết. A Di, A Di, hãy mạnh giấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, ô, một bạn cá chép thì còn to nữa đây rồi. A Di Đà Phật, cái này đưa qua đây. A Di, A Di, nhẹ nhàng thôi nha, hãy một cái là bể bụng bầu luôn đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thả xuống nước đi. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây, A Di Đà Phật, đây quý vị coi này, đang ăn chơi gì đây? Đó, đang cắt đuôi giữa chừng xếp mổ bụng, thế là được cứu, mà bây giờ biết về với sông suối rồi, sống sao đây nữa. A Di Đà Phật thôi, sanh tử tự tại. Ô, cũng bơi được kìa. A Di Đà Phật, ta bà khổ, ta bà quá khổ. A Di Đà Phật, A Di, bạn này thì không bị cắt đuôi, bỏ xuống dưới rồi, bỏ cắt đuôi thì không bơi được rồi. A Di Đà Phật, quay cá về đây chị. A Di Đà Phật rồi, về với đại tự nhiên đi. A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có đó. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.